sản xuất rau hữu cơ khó hay dễ. Tại buổi chia sẻ hôm nay thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các ông bà khách mời diễn giả như sau ạ. Điều hành buổi chia sẻ hôm nay thì là xin giới thiệu là bà Đặng Thị Bích Hường, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội ạ. Cùng tham gia chương trình hôm nay sẽ có hai khách mời, một là ông Bùi Khánh Tùng, cán bộ chuyên gia cao cấp chuỗi giá trị dự án BioTrace; hai là ông Hoàng Văn Hưng, giám đốc hợp tác xã Bái Thượng liên nhóm Thanh Xuân PGS Việt Nam. Trong quá trình diễn ra tọa đàm thì ban tổ chức rất mong nhận được nhiều câu hỏi từ các cô chú anh chị, đã hỏi trực tiếp hoặc là gửi vào chatbox để ban tổ chức tổng hợp và gửi người điều hành. Hai buổi hai hai diễn giả hôm nay sẽ chia sẻ về, một là nguyên tắc yêu cầu về giống vật tư đầu vào cho canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ, sự khác biệt về yêu cầu giống vật tư đầu vào giữa tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam và một số tiêu chuẩn hữu cơ thế giới, quản lý dinh dưỡng trong nông nghiệp hữu cơ, chọn đầu vào cho sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, truy xuất nguồn gốc thông tin. Nội dung chia sẻ thứ hai sẽ là những kinh nghiệm quản lý dịch hại, quản lý sức khỏe cây trồng, cỏ dại, bọ nhảy, bướm trắng, ruồi vàng, chặng đường 15 năm đi tìm và sản xuất vật tư đầu vào cho canh tác rau hữu cơ của liên nhóm. Hiện nay rau của hợp tác xã liên nhóm Thanh Xuân thì đang được phân phối tại siêu thị Aeon, các cửa hàng thực phẩm sạch như Sói Biển, Bác Tôm, Chi Nông và Phúc Hậu. Gần cuối buổi chia sẻ thì ban tổ chức sẽ gửi đường link đánh giá, nhận xét về chương trình, thì rất mong các cô chú, anh chị bớt chút thời gian đánh giá để ban tổ chức rút kinh nghiệm và thực hiện các chương trình sau được tốt hơn. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các khách mời quý doanh nghiệp, các cá nhân, đơn vị đã tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì sau đây xin mời bà Đặng Thị Bích Hường điều hành chương trình ạ. Xin trân trọng cảm ơn và xin mời. Vâng ạ, cảm ơn chị Trang. Và cũng rất là em xin được gửi lời chào đến diễn giả là anh Tùng với cả anh Hưng cũng như là tất cả các anh chị đang có mặt ở trên Zoom ạ. Hiện nay thì trong phòng của mình đang có gần 40 người tham gia và em cũng thấy các cái đơn vị là cũng đang thông báo là cũng đang vào. Nhưng mà hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ một chút là lý do Hiệp hội tổ chức cái chuỗi các cái chương trình điểm hẹn là vì là có những cái kiến thức mà thực ra Hiệp hội cũng đã cùng với các đơn vị làm rất là lâu rồi, nhưng mà tuy nhiên là chưa có cơ hội để mà chia sẻ những cái kiến thức này đến với cả cộng đồng cũng như là đến với các hội viên một cách đầy đủ nhất. Thì chính vì thế nên là Hiệp hội đã có cái chương trình điểm hẹn hữu cơ này, và mỗi một tháng thì sẽ có từ 1 đến 2 số điểm hẹn hữu cơ bao gồm các kiến thức rất là khác nhau, từ tiêu chuẩn cho đến các cái sản phẩm đặc thù như là rau này, lúa này, hoặc là cái hệ thống chứng nhận PGS, hoặc là hệ thống chứng nhận của bên thứ ba như là chứng nhận theo tiêu chuẩn USDA hoặc là EU. Và tất cả những cái kiến thức này được sẽ được hệ thống lại và sẽ chiếu lại và sẽ up lên trên kênh YouTube của Hiệp hội. Nếu mà các anh chị mà muốn xem lại thì cũng có thể truy cập vào kênh YouTube này để xem lại. Và hoàn toàn là các cái hoạt động này không không nhằm mục tiêu là sẽ là PR hay quảng cáo cho đơn vị nào, mà chủ yếu sẽ làm mục đích là chia sẻ các kiến thức, và các kiến thức này được update với các cái chương trình quốc tế cũng như là được áp dụng thực tiễn tại Việt Nam thành công. Và sau đây thì tôi cũng xin được mời ông Bùi Khánh Tùng, chuyên gia cao cấp chuỗi giá trị dự án BioTrade, bắt đầu bài trình bày của mình. Và cái nội dung của cái buổi hôm nay thì sẽ chủ yếu là tập trung vào cây rau và những cái sản gọi là những cái vật tư đầu vào cũng như là những cái cách quản lý dịch hại trên cây rau. Và với các anh chị mà hôm nay có rất nhiều các anh chị là từ các chuỗi phân phối ví dụ như là Sói Biển hoặc là Bác Tôm hay là Tâm Đạt, Tomato, Xanh Sẫm, tất cả các anh chị đều có mặt ở đây và đều tham gia, thì cũng hy vọng là các anh chị kiên nhẫn lắng nghe cái chia sẻ của các chuyên gia để nắm được các cái nguyên lý, các cái nguyên tắc trong cái việc sản xuất, và nó sẽ giúp các cái người bán hàng rất là nhiều khi mà tư vấn sản phẩm cho khách hàng, cũng giống như là việc là khi mi đến farm và thẩm định các cái farm hữu cơ để nhập hàng đấy. Và như thế là chúng ta cũng có mục tiêu kép là chúng ta không chỉ chia sẻ kiến thức đến người sản xuất mà chúng ta cũng muốn chia sẻ đến cả những người bán hàng nữa. Vâng, xin kính mời anh Tùng ạ. Xin cảm ơn bà Đặng Thị Hường. Thì, rất vinh dự được Hiệp hội đã mời và chia sẻ cái nội dung liên quan đến
hoạt động sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho cây rau. Thế thì không biết là các anh chị có nhìn thấy được cái phần slide không ạ? Có anh ơi, có thấy gì ạ? Vâng, thì hôm nay thì Tùng sẽ tham gia trình bày chia sẻ với bốn cái nội dung chính theo đặt hàng của Hiệp hội, đấy là giống và vật tư đầu vào cho trồng trọt hữu cơ, quản lý vật tư đầu vào, quản lý dinh dưỡng trong nông nghiệp hữu cơ, cũng như là cái điều kiện, một vài cái điều kiện sản xuất kinh doanh chính đối với lại phân bón hữu cơ tại Việt Nam hiện nay. Thì trước khi đi vào từng cái phần chính này thì chúng ta cũng sẽ có một vài cái trao đổi sơ lược về cái hoạt động nông nghiệp hữu cơ trên quốc tế cũng tại Việt Nam. Thì như các anh chị biết là hiện nay thì trên theo thống kê của OIFarm thì chúng ta có khoảng độ trên hơn 100 các quốc gia đã có những cái quy định liên quan đến hữu cơ. Trong đó thì các anh chị thấy rằng là những quốc gia mà đã có những cái quy định đầy đủ thì khoảng 75 quốc gia, những quốc gia đang triển khai và đã có những cái quy định, nhưng tuy nhiên nó chưa toàn diện, thì khoảng 19, và có 14 quốc gia thì Không đang có chậm. dự thảo. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái số quốc gia quan tâm đến hữu cơ cũng như là phát triển cái hoạt động nông nghiệp hữu cơ này trên quốc tế thì nó cũng đã chiếm khoảng hơn 50% số các quốc gia. Và các anh chị cũng nhìn thấy rằng là ở trên màn hình thì có các cái logo liên quan đến các cái hoạt động chứng nhận hữu cơ, chúng ta thấy rất quen thuộc. Ở đây có, ở tại Việt Nam thì có hai cái dấu hiệu chứng nhận. Thứ nhất là PGS hữu cơ do chính Hiệp hội Nông nghiệp Việt Nam quản lý và cấp. Bên cạnh đó thì Việt Nam chúng ta cũng đã có đưa ra cái bộ tiêu chuẩn là TCVN 11041 từ năm 2017 với cái dấu hiệu hữu cơ màu xanh như chúng ta đã nhìn thấy. Bên cạnh đó thì trên thế giới thì chúng ta đều nghe thấy các cái chứng nhận hữu cơ phổ biến và nổi tiếng, có cái quy mô toàn cầu, ví dụ như là tiêu chuẩn của hữu cơ của EU, tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ hay là tiêu chuẩn hữu cơ của Nhật. Bên cạnh đó thì các quốc gia khác họ cũng có những cái tiêu chuẩn riêng, và ở châu Âu thì chúng ta thấy phổ biến, ví dụ như là Latulen của Đức hay là BioSwitch của Thụy Sĩ, hay là ở Mỹ thì bên cạnh Mỹ thì còn khu vực châu Mỹ thì còn có tiêu chuẩn hữu cơ của Canada, hay là gần chúng ta thì có cả tiêu chuẩn hữu cơ của Hàn Quốc, rồi là của Úc. Trong khẩu số các cái hoạt động tiêu chuẩn thì đa phần là các tiêu chuẩn thì đều đưa ra các cái quy định liên quan đến tất cả các cái hoạt động từ đầu vào đến đầu ra của cái hoạt động sản xuất, chế sơ chế chế biến sản phẩm hữu cơ, bao gồm cả những cái việc liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng từ hoạt động vận chuyển cho đến trung gian thương mại. Và như các anh chị thấy ở phía góc dưới bên trái thì chúng ta thấy là đối với lại thức ăn cho động vật thì cũng đã có những cái quy định và chứng nhận liên quan đến hữu cơ, hay là chứng nhận cho đầu vào của nông nghiệp hữu cơ. Thì đây là những cái mà chúng ta cũng sẽ có những cái trao đổi tiếp theo ở sau. Đối với lại giống và vật liệu nhân giống là một trong những cái nội dung mà các tiêu chuẩn hữu cơ quy định rất là cụ thể, Tức vì là bây giờ đây hôm cuối thì là cái thảo vào luận căn ra là bản vì cho sao mình cho vào trong tủ luôn, chứ đợi làm hết mang một thẻ thì cũng là tối thì đây là những cái quy định căn bản đầu vào quan trọng cho hoạt động nông nghiệp hữu cơ, mà cụ thể là rau, vì chúng ta đều biết rằng là đối với lại canh tác rau hữu cơ, sản xuất rau hữu cơ thì đều là những cái đối tượng ngắn ngày, hàng năm là chính. Vì vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với giống thì tại tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11041-2 phiên bản 2017 thì điều 516 có đưa ra là tất cả các giống ở đây là đều không được là sử dụng là giống biến đổi gen, và ưu tiên là sử dụng giống hữu cơ. Trong trường hợp mà không có giống hữu cơ thì cái cây mẹ phải được canh tác hữu cơ tối thiểu là một vụ đối với cây hàng năm, hay là 2 vụ thu hoạch đối với lại cây lâu năm. Bên cạnh đó thì ưu tiên sử dụng các cái giống bản địa tại địa phương, hoặc là giống nằm trong danh mục các loại giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Các cái giống này thì không được xử lý trong quá trình đưa ra gieo trồng, hay là nếu có xử lý thì phải sử dụng các cái hóa chất được phép trong cái bảng phụ lục A2 trong tiêu chuẩn, để đảm bảo rằng nó giống đưa vào sản xuất thì đảm bảo cái tính toàn vẹn hữu cơ. Đối với lại tiêu chuẩn EU thì các anh chị cũng thấy rằng là nó cũng có những cái yêu cầu tương tự như vậy.
và họ cũng yêu cầu là sử dụng giống hữu cơ. Trong trường hợp mà không sẵn có thì chúng ta phải có cái tuyên bố lý do, và chủ yếu lý do ở đây sẽ là ngay tại địa phương hay là tại Việt Nam thì không sẵn có cái giống hữu cơ đối với lại cái loại đối tượng cây trồng đó. Và nó cũng có những cái cách thức ưu tiên từ trên xuống dưới, ví dụ như là cây mẹ thì phải được canh tác hữu cơ ít nhất là một thế hệ hoặc là hai vụ. Cây trồng cây mẹ thì trong quá trình chuyển đổi thì cũng phải đảm bảo là thực hiện cái hoạt động chuyển đổi đó trong vòng tối thiểu là 12 tháng thì mới được phép lấy hạt hoặc là vật liệu giống từ cây mẹ này, và cũng không được xử lý hoặc các hóa chất cấm. Và theo yêu cầu của tiêu chuẩn hữu cơ EU thì với cái việc sử dụng giống thường thì sẽ phải được phê duyệt theo từng trường hợp, từng vụ. Và thông thường thì cái việc phê duyệt này thì sẽ do cái tổ chức chứng nhận được ủy quyền, họ sẽ kiểm rất là cụ thể với lại tiêu chuẩn hữu cơ EU, đó là đến hết tháng 31 tháng 12 năm 2036 thì toàn bộ cái hoạt động sản xuất hữu cơ mà chứng nhận theo tiêu chuẩn EU thì sẽ phải sử dụng 100% là giống hữu cơ. Có nghĩa rằng là nếu như các anh chị mà đang chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ EU thì cái hoạt động về quy hoạch và phát triển về giống cũng như là chủ động về giống, chúng ta sẽ cần phải có cái lộ trình để trong vòng khoảng 10 đến 12 năm nữa là chúng ta có bắt buộc phải chủ động hoàn toàn những cái giống này nếu như chúng ta mà không có thể mua được ở các cái nhà cung cấp khác. Đối với lại tiêu chuẩn Mỹ thì chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng có những cái yêu cầu tương tự như vậy, và tiêu chuẩn GAP cũng tương đương. Các anh chị cũng thấy rằng là đối với GAP thì họ làm rõ hơn là giống thường thì không được sử dụng các phân bón tổng hợp hay là thuốc trừ sâu, và đặc biệt là không sản xuất từ cái công nghệ ADN tái tổ hợp, tức là cái công nghệ mà nuôi cấy và quá trình tạo giống ở trong phòng thí nghiệm. Chúng ta thấy rằng là ví dụ như hiện nay thì một số đối tượng cây trồng là đều có cái việc là giống nuôi cấy mô, và cái hoạt động này thì đối với tiêu chuẩn của Nhật là họ cụ thể hóa là không được phép, trừ khi là nuôi cấy bằng mô bằng phương pháp tự nhiên. Thế thì như vậy chúng ta sẽ tổng hợp lại rằng là đối với lại giống và vật liệu nhân giống thì thứ nhất là theo trình tự ưu tiên là sử dụng giống hữu cơ là đầu tiên. Nếu như không có giống hữu cơ thì chúng ta phải giải trình được cái lý do là tại sao không thể có được giống hữu cơ, hay là sự sẵn có của nó tại địa phương hay là tại quốc gia sở tại. Và sử dụng giống không phải là hữu cơ, là giống trong quá trình chuyển đổi, hay là giống cây mẹ được canh tác trong môi trường hữu cơ, hay là giống thường, thì chúng ta phải có các cái hồ sơ để chứng minh cái thực nguồn gốc của nó cũng như là phương pháp xử lý, và tất cả những cái hoạt động đó thì phải được và giống đó phải được phê duyệt trước khi sử dụng. Thế thì ở đây thì với các tổ chức chứng nhận thì họ sẽ yêu cầu chúng ta phải khai báo cái thông tin này. Còn đối với lại PGS thì như tôi hiểu thì là cũng có cái việc tương tự. Bên cạnh đó thì tôi muốn cụ thể hơn một chút liên quan đến cái tiêu chuẩn hữu cơ EU, tiêu chuẩn quy định mới là quy định 848 2018 mà có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đối với tất cả các quốc gia bên ngoài châu Âu, bên ngoài khối EU. Thì các anh chị sẽ thấy là cái trình tự của nó có ba cái cấp mức độ đúng không ạ? Thứ nhất là giống hữu cơ thì cây mẹ là phải là hoàn toàn trên ruộng hữu cơ tối thiểu từ một thế hệ trở đi. Thứ hai là giống tự sản xuất giống trong cái giai đoạn chuyển đổi. Thứ ba nữa là mua của các đơn vị chuyển đổi khác thì chúng ta cần phải lưu ý là phải có bằng chứng về cái việc là không sẵn có cái vật liệu giống hữu cơ và các cái tài liệu để chứng minh nó khi chúng ta mua. Tiếp theo là cái vật liệu nhân giống, thì khi nhân giống thì sẽ phải được canh tác trong điều kiện hữu cơ tương tự như là cái đối tượng cây trồng mà chúng ta trồng thương phẩm, và cái vật liệu giống thông thường thì phải có bằng chứng của tất cả những cái điều kiện trên là không có sẵn, có nghĩa rằng là bốn cái đối tượng và phương pháp tạo giống ở trên là chúng ta không sẵn có, không thực hiện được, và giống thì không được xử lý sau khi mà chúng ta thu hoạch từ cây mẹ, không được phải được chấp nhận trước khi gieo trồng, tức là phải được đồng ý bởi tổ chức chứng nhận. Và đối với cây con thì không phép cho các cái giống có chu kỳ canh tác ngắn. Ở đây thì cái có cái đối tượng là rau mầm thì là hoàn toàn không được phép sử dụng giống thường mà phải là giống hữu cơ.
Đối với lại phân bón và thuốc bảo thực vật thì cái quy định chung của tất cả các cái tiêu chuẩn nó cũng đều tập trung vào các cái vấn đề là chỉ sử dụng các cái vật tư đầu vào mà không có nguồn gốc hóa học, là có nguồn gốc từ tự nhiên, các cái dạng khoáng tự nhiên, các cái chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ mà không có cái thành phần mà có nguồn gốc từ hóa học hay là tổng hợp hóa học. Các chất, các hoạt chất phải nằm trong danh mục được phép. Khi các chị tìm hiểu các tiêu chuẩn từ tiêu chuẩn Việt Nam hay là tiêu chuẩn PGS của Việt Nam cũng như là các tiêu chuẩn quốc tế thì họ đều có cái danh mục các hoạt chất, các cái chất hóa học, các cái chất mà được phép sử dụng trong hữu cơ đi kèm với tiêu chuẩn. Chính vì vậy là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ phải rà soát cái vật tư mà chúng ta dự kiến dùng trong cái danh mục này có hay không. Thế thì các anh chị sẽ thấy rằng là việc mà hình thành lên các cái danh mục thì nó có mang tính là cập nhật theo thời hạn và nó không thể đáp ứng đầy đủ toàn bộ các cái vật tư mà chúng ta dùng trong thực tế. Thế thì khi mà chúng ta thấy rằng là không có cái loại chất hay là hoạt chất của chúng ta mong muốn sử dụng trong cái danh mục này thì một trong những việc chúng ta cần làm đấy là chúng ta sẽ phải đăng ký khai báo với lại tổ chức chứng nhận để họ xem xét và phê duyệt. Và thường thì đi kèm với cái việc khai báo đó là các hồ sơ liên quan đến cái sản phẩm hay là cái chất hoạt chất mà chúng ta sẽ dùng. Thế thì đối với các tiêu chuẩn thì chúng ta thông thường thì trên thế giới hiện nay thì có một số những cái doanh nghiệp họ sản xuất các cái loại vật tư phân bón như anh chị nhìn thấy trên bảng trên hình ấy, thì được một bên thứ ba chứng nhận đấy là tổ chức ONRI. Và khi có cái dấu chứng nhận này thì chúng ta có thể sử dụng ngay trong cái hoạt động canh tác nông nghiệp của chúng ta. Nhưng thường thì đây là cái chứng nhận mà được chấp nhận ở rộng rãi tại Mỹ. Còn đối với lại châu Âu hay là các quốc gia khác thì còn phải tùy thuộc vào quy định của họ. Cho nên là chúng ta vẫn phải có cái hoạt động là khai báo với lại tổ chức chứng nhận để họ rà soát căn cứ và đưa ra cái quyết định là chúng ta sẽ được sử dụng hay không để đáp ứng theo cái yêu cầu của cái tiêu chuẩn mà chúng ta được chứng nhận hay không. Đối với ở Việt Nam thì hiện nay thì có tổ chức Control Union Việt Nam thì họ cũng có cái hoạt động là chứng nhận xác nhận cái vật tư đầu vào mà được phép sử dụng trong hữu cơ. Như các chị nhìn thấy ở bao phân bón Biotani của Thành Thành Công thì ở góc dưới bên phải của mặt trước bao các chị thấy có cái dấu hiệu chứng nhận của Control Union và họ chứng nhận trên cơ sở là tiêu chuẩn của Cosmos. Như vậy là chúng ta có thể tìm kiếm trên thị trường những cái sản phẩm vật tư đầu vào mà đã được chứng nhận là sử dụng trong hữu cơ thì nó hoàn toàn là đủ điều kiện để đáp ứng cái việc là sử dụng. Cụ thể hơn đối với phân bón thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong các tiêu chuẩn đều yêu cầu rằng phân bón chỉ được sử dụng với mục đích là bổ sung để tăng độ phì của đất. Điều này có nghĩa rằng là chúng ta dùng phân bón nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta lạm dụng việc sử dụng nó trên trong cái hoạt động canh tác nông nghiệp hữu cơ. Bởi vì các anh chị đều biết rằng là đối với trong canh tác nông nghiệp hữu cơ thì cái việc mà đảm bảo tận dụng và tuần hoàn tất cả các cái phụ phẩm hay là chất thải từ nông nghiệp hữu cơ để quay trở lại trả lại dinh dưỡng cho đất là cái việc ưu tiên hàng đầu. Và cái hoạt động phân bón thì khi bổ sung thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái việc là cái nhu cầu dinh dưỡng đặc thù đối với cái hoạt động canh tác. Và ở đây đối với rau thì các anh chị đều biết rằng là các cái nhóm rau thì nó đều có cái nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy cái hoạt động quản lý tổng thể đối với lại canh tác rau hữu cơ nó phải đi từ cái việc là chúng ta quy hoạch, chúng ta lên kế hoạch canh tác với cái việc là luân canh xen canh các cái đối tượng để đảm bảo cái phù hợp về cân bằng tiêu thụ và sử dụng cái dinh dưỡng trong đất. Trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ có những cái việc bổ sung phân bón để đảm bảo cái phù hợp cái việc là phục hồi cũng như là tăng độ của cái đất trồng của chúng ta. Đối với tiêu chuẩn của Nhật thì họ đối với phân bón phân ủ thì họ không quy định phân biệt về cái việc là sử dụng phân chuồng như thế nào mà họ chỉ yêu cầu rằng chúng ta phải đảm bảo được là không sử dụng các cái hóa chất tổng hợp hay là chất cấm trong cái quá trình ủ phân cũng như là cái nguồn gốc của cái phân đó thì không còn tồn dư với các cái chất cấm này. Đối với EU có cái quy định rõ hơn là không được sử dụng các cái phân chuồng từ các cái trang trại có quy mô công nghiệp và phải đảm bảo rằng là cái hàm lượng nitơ đưa vào trong đất tính theo năm là dưới 170 kg trên một hecta. Bên cạnh đó thì cái quy trình ủ thì phải đáp ứng theo quy định của tiêu chuẩn. Ở đây thì do điều kiện thời gian ngắn cho nên tôi không đưa cái
cái chi tiết liên quan đến quy định cũ, và các anh chị có thể là tham khảo ở phụ lục 2 của cái quy định 165 ban hành năm 2021. Tại sao lại đưa ra cái quy định là trang trại công nghiệp thì phân chuồng từ đó không dùng được? Bởi vì các anh điều chị đều biết rằng là khi nuôi ở quy mô công nghiệp, đối với hoạt động chăn nuôi kể cả từ gia cầm là gà, hay là gia súc là lợn, hay là chăn nuôi bò ở quy mô công nghiệp, thì cái việc mà sử dụng thức ăn công nghiệp rồi là sử dụng về các cái thuốc kháng sinh là cái với cái tần suất cao. Chính vì vậy là các cái tồn dư liên quan đến hóa học trong các cái phân chuồng này sẽ là rất lớn, và trong qua quá trình phân ủ thì nó cũng không thể chuyển đổi hết được cái tồn dư đó. Chính vì vậy cho nên cái rủi ro về việc tồn dư các cái chất cấm trong cái việc canh tác hữu cơ là họ thấy rằng là đánh giá cao, vì vậy họ quy định là không được dùng ở trong quy mô công nghiệp. Và như vậy thì chúng ta chỉ có thể dùng với cái việc là phân chuồng từ các cái trang trại chăn nuôi tự nhiên hoặc là quảng canh. Đối với lại tiêu chuẩn USDA NOC của Mỹ thì các trang trại công nghiệp hay là có sử dụng đến thức ăn biến đổi gen thì phải đảm bảo rằng là các cái tồn dư kim loại nặng và hóa chất cũng như là cái vấn đề về biến đổi gen thì đáp ứng theo yêu cầu. Có nghĩa rằng là trước khi chúng ta đưa cái các phân chuồng này vào sử dụng trong cái việc ủ phân đối với lại tiêu chuẩn của Mỹ thì chúng ta phải có cái sự là phân tích tồn dư đối với cái nguồn đầu vào này, nếu nó đảm bảo thì chúng ta mới được phép sử dụng. Và các cái thành phần sử dụng này thì đều phải được báo cáo khai báo với lại tổ chức chứng nhận. Và trong trường hợp họ có đánh giá cái rủi ro về cái việc là có thể có tồn dư mất kiểm soát thì họ có thể sẽ phải đến và lấy mẫu cái đối tượng vật tư đầu vào này. Đối với phân ủ của tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ thì họ đưa ra yêu cầu rằng là cái thành phần ủ phân thì chúng ta phải đảm bảo cái tỷ lệ carbon trên nitơ là từ 25 trên 1 cho đến 40 trên 1, và phải đảm bảo đối tượng cây trồng mà sử dụng phân ủ này trong quá trình canh tác thì phải được cách ly từ 90 ngày đối với đối tượng không tiếp xúc trực tiếp với đất, hay là 120 ngày trở lên đối với lại đối tượng mà tiếp xúc trực tiếp với đất. Như vậy là đối với rau của da chúng ta thì chúng ta rất lưu ý đến cái điểm này, ở cái việc là ví dụ như là đối một số cái đối tượng mà cây lấy củ ăn củ, ví dụ như là cà rốt chẳng hạn, thì chúng ta phải lưu ý và đáp ứng cái thời gian là 120 ngày trở ra. Như vậy tức là cái quá trình canh tác của chúng ta nó phải là từ 4 tháng trở lên. Đối với tiêu chuẩn TCVN 11041 của Việt Nam thì quy định không chi tiết bằng các cái tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên thì cũng đưa ra cái việc là khuyến khích sử dụng phân chuồng từ các cái trang trại chăn nuôi hữu cơ hoặc là các cái trang trại chăn nuôi quảng canh tự nhiên. Các cái sản phẩm phụ từ chăn nuôi thì có thể dùng làm bón phân, làm phân bón cho cây trồng, và cụ thể hơn thì chúng ta sẽ phải xem là phụ phẩm nào có thể dùng được, thì trong bảng phụ lục bảng A1 trong phụ lục A của tiêu chuẩn 11041 phần 2. Như vậy là nhìn chung thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với tiêu chuẩn Việt Nam thì cái quy định về và cái khả năng sử dụng các cái đối tượng phân chuồng trong cái việc ủ phân là nó có cái mức độ rộng hơn so với các tiêu chuẩn trên. Chi tiết hơn thì các anh chị sẽ thấy rằng đối với phân bón nói chung thì các anh chị sẽ thấy là ở tiêu chuẩn Việt Nam thì sẽ quy định việc sử dụng với cái việc là chỉ phục vụ mục đích và bổ sung và làm tăng độ phì. Còn các cái quy định khác thì các anh chị sẽ thấy rằng là không được sử dụng phân bón tổng hợp hay là phân bón hòa tan bằng phương pháp hóa học. Tức là phải có cái tác động của dung môi hóa học để hòa tan nó trước khi sử dụng thì đều không được sử dụng. Bản thân hiện nay thì với các cái loại phân bón mà chúng ta thấy trên thị trường thì ví dụ như phân bón hữu cơ vi sinh chẳng hạn, thì khi sử dụng thì các anh chị sẽ phải lưu ý cái thành phần mà họ ghi ở trên nhãn mác bao bì, là khi mà có xuất hiện đến cái đối tượng là phần trăm nitơ hay là kali hay là phốt pho đơn thì chúng ta phải xem xét xem là nó liệu có phải là phân bón tổng hợp được bổ sung vào trong cái phân này không, tránh cái trường hợp là chúng ta dùng nhầm mà không có cái nhận biết kiểm soát, dẫn đến là cái việc tồn dư hóa học trong cái sản phẩm đầu ra của chúng ta thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc sản phẩm cũng như là cái chứng nhận hữu cơ của mình. Các cái thông tin khác ở trong cái bảng so sánh này thì chúng ta cũng vừa trao đổi. Đặc biệt là đối với lại tiêu chuẩn của Mỹ thì họ có đưa ra một thêm yêu cầu cụ thể hơn, đó là không được phép sử dụng cái bùn thải
trong cái việc là đưa vào làm thành phần của cái việc ủ phân, bởi vì theo đánh giá của họ thì cái bùn thải là cái mà nó có thể tồn dư rất nhiều những cái hóa chất từ các cái hoạt động khác đã được lắng đọng ở dưới ở trong cái thành phần của cái bùn thải này. Đối với lại tiêu chuẩn của Nhật thì họ luôn luôn quan tâm đến cái việc là phân bón sử dụng trong nông nghiệp hữu cơ thì không phải là tổng hợp từ hóa học hay là sử dụng các cái công nghệ ADN tái tổng hợp. Kể cả bản thân là đối với các cái vi sinh vật hỗ trợ đưa vào trong cái để việc thúc đẩy cái quá trình ủ phân, ví dụ như là các cái vi sinh vật tiêu ký mà chúng ta hay dùng, ví dụ như là EM chẳng hạn, thì cái việc tạo ra các cái chủng vi khuẩn này thì cũng đều không được xuất phát từ công nghệ ADN tái tổ hợp. Điều đó có nghĩa rằng là khi các anh chị mua các cái chế phẩm thì các anh chị cũng sẽ phải xem xét kỹ trên cái thông tin của cái bao bì nhãn mác sản phẩm do nhà sản xuất họ công bố là có liên quan đến vấn đề tạo ra nguồn vi sinh vật từ ADN tái tổ hợp hay không. Đối với thuốc bảo vệ thực vật thì quản lý chung trong yêu cầu của các tiêu chuẩn thì họ cũng không làm rõ chi tiết. Tuy nhiên thì đối với tiêu chuẩn Việt Nam thì họ đưa ra yêu cầu là chúng ta sẽ sử dụng các cái chất có nguồn gốc từ thực vật, các cái chất khoáng hoặc là các cái chế phẩm sinh học nhưng không có chứa các cái chất tổng hợp, và trong cái bảng A2 phụ lục A của tiêu chuẩn 11041-2 phiên bản 2017 thì họ cũng có đưa ra những cái loại chất cụ thể mà có thể sử dụng trong trong canh tác hữu cơ với cái mục đích là phòng trừ dịch hại. EU và Mỹ hay Nhật thì họ cũng đều có cái bảng này. Tuy nhiên thì họ đưa ra một số các cái quy định khác, ví dụ như là đối với tiêu chuẩn EU thì cái bẫy dẫn dụ thì sẽ phải không đảm bảo rằng là khi sử dụng thì không lây sang sản phẩm và phải được xử lý an toàn sau sử dụng. Các anh chị đều biết rằng là cái bẫy dẫn dụ thì nó đều có rất nhiều loại. Tuy nhiên ở đây thì cái cụ thể liên quan đến bẫy dẫn dụ này là sử dụng đến các cái chất pheromone để dẫn dụ các cái côn trùng rơi vào bẫy, và cái pheromone này thì họ yêu cầu rằng là sẽ phải đảm bảo không được rơi rớt hay là dây sang các cái sản phẩm nông sản của chúng ta. Và trong cái hoạt động canh tác rau hữu cơ thì các chị thấy rằng là cái việc mà sử dụng các cái bẫy dẫn dụ này thì là khá khá phổ biến. Thường thường thì chúng ta sẽ sử dụng đến một số các cái bẫy dính, và trên cái bẫy dính này thì nó cũng có thành phần là chất dẫn dụ bên cạnh cái chất dính để thu hút các cái đối tượng côn trùng. Thì khi chúng ta cắm và sử dụng trong các cái ruộng rau thì chúng ta phải lưu ý cái độ cao của cái bẫy này, hay là treo ở trong các cái giàn mà chúng ta trồng mướp, trồng dưa thì chúng ta cũng phải rất lưu ý để đảm bảo rằng là các cái sản phẩm của chúng ta không dính vào các cái bẫy này. Đối với lại tiêu chuẩn của Mỹ thì bên ngoài cái danh mục mà được quy định ở cái điều 205.206 theo quy định thì chúng ta phải có được các phê duyệt trước khi sử dụng. Thì cái này thì khi anh chị nào mà đã có những cái chứng nhận thì đa phần là các tổ chức chứng nhận họ sẽ yêu cầu chúng ta phải cung cấp cho bên họ cái danh mục tất cả các vật tư đầu vào mà trong đó có các cái chế phẩm hay là thuốc bảo vệ thực vật mà chúng ta sẽ dự kiến sử dụng trong các hoạt động canh tác hữu cơ của mình. Giống vật tư đầu vào cho trồng trọt hữu cơ nè. Đối với tiêu chuẩn JAS của Nhật thì họ cũng có cái danh mục này, và họ cũng vẫn yêu cầu là hai cái điểm quan trọng là thứ nhất là không là tổng hợp hóa học và không sản xuất bằng công nghệ ADN tái tổ hợp. Tùng cũng muốn chia sẻ thêm một chút cụ thể hơn liên quan đến cái thuốc bảo vệ thực vật, là hiện nay thì có hai nhóm là nhóm thuốc trừ sâu sinh học và nhóm thuốc trừ sâu thảo mộc. Thế thì trong nhóm thuốc trừ sâu sinh học thì các anh chị sẽ thấy rằng thường thì họ sẽ chia ra thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm vi khuẩn, nhóm thứ hai là nấm và nhóm thứ ba là virus. Thì thông thường thì đối với lại nhóm vi khuẩn thì chủ yếu vẫn là chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis, hay chúng ta vẫn nghe thường xuyên là cái nhóm vi khuẩn BT. Thì cái đối tượng sản phẩm này thì các anh chị khi canh tác hữu cơ, nhất là đối với rau thì các anh chị cũng sẽ dùng khá là nhiều. Đây là nhóm có cái tác động lên cái phần xâm nhiễm vào cơ thể côn trùng thì nó có thể sản xuất ra các cái độc tố làm hòa tan hay hủy hoại cái biểu mô ruột, và từ đó gây cho côn trùng là ngừng ăn và dẫn đến tử vong.
Thì nhóm vi khuẩn này thì được đánh giá vào là nhóm nhóm độc 4, ít độc với người và các cái thiên địch. Chính vì vậy thì khi mà các anh chị phòng trừ dịch hại liên quan đến vi khuẩn, liên quan đến côn trùng của rau thì anh chị có thể ưu tiên sử dụng cái đối tượng này để phòng trừ. Côn trùng mà đã bị nhiễm thì thường là chết chậm và cái bào tử của BT có thể tồn tại trong môi trường khoảng 1 năm. Và tuy nhiên thì lưu ý là nó có thể có gây hại cho tằm. Ở đây thì chúng ta bàn về vấn đề là trồng rau, cho nên là cái việc là tồn tại cái bào tử của BT này, nhất là đối với lại cái cây dâu tằm, nếu như chúng ta có trồng dâu tằm để chúng ta bán cho các cơ sở mà nuôi tằm thì chúng ta phải lưu ý. Hiện nay thì đối với BT thì có khoảng 40 loại thương phẩm ở Việt Nam mà có cái hoạt chất BT. Chúng có đưa một vài cái ví dụ ở đây. Còn cái đối tượng mà phòng trừ đối với lại cái nhóm vi khuẩn BT thì chủ yếu là liên quan đến sâu tơ, sâu xanh trắng ở trên bắp cải, hay là sâu khoang ở lạc, đậu cô ve, sâu xanh da láng ở cà chua, thuốc lá, hay là sâu cuốn lá, sâu đục thân ở đối với lúa. Việc sử dụng các cái chế phẩm này thì chúng ta cũng có thể cân nhắc trao đổi thêm với lại các bên chuyên gia, cũng như là các cái nhà nghiên cứu ở các trung tâm, các cái viện, hay là các cán bộ chuyên môn chuyên ngành ở địa phương để có những cái tham vấn thêm, tư vấn thêm cho mình. Đối với nhóm nấm thì chúng ta hay nghe thông thường là cái đối tượng là nấm anh xanh, nấm trắng, đúng không ạ? Thì nhóm này thì cả hai đối tượng nấm này thì đều là thuộc vào cái nhóm đối tượng độc 3, không gây độc cho người, môi trường và các loại thiên địch. Tuy nhiên thì cái việc sử dụng này thì cũng phải có cái thời gian cách ly để đảm bảo rằng là các cái tồn dư của các cái hoạt chất độc mà tiêu diệt các cái đối tượng gây bệnh thì nó đã được phân hủy hoàn toàn. Đối với lại nấm trắng thì chúng ta sử dụng được ở trong cái điều kiện độ ẩm là độ ẩm cao, và nó tác động ở cái dạng là tác dụng có tác dụng tiếp xúc và sâu thì thường chết từ sau đến 3 đến 5 ngày. Đối với lại nấm trắng thì cái sản phẩm thương phẩm đơn thuốc đơn lẻ thì có khoảng 4 loại. Trong đó thì có thêm 2 loại ở dạng là hỗn hợp với lại nấm xanh. Và việc sử dụng thì chúng ta sẽ xem chi tiết ở trên các cái bao bì sản phẩm mà do các nhà sản xuất họ sản xuất để có cái hướng dẫn quy định sử dụng phù hợp với lại các cái đối tượng cây trồng mà chúng ta sẽ mong muốn sử dụng. Tuy nhiên thì đa phần thì nấm trắng xanh và nấm trắng chủ yếu xử lý liên quan đến các đối tượng côn trùng. Và các anh chị lưu ý rằng là đối với lại nấm xanh, nấm trắng thì cái giai đoạn mà chúng ta sử dụng là chúng ta phải sử dụng ở giai đoạn sớm, khi mà bắt đầu có biểu hiện xuất hiện các đối tượng côn trùng gây hại. Vì các cái đối tượng này nó chỉ tác động được, xâm nhập được trong cái giai đoạn mà côn trùng còn non, khi mà cái vỏ vỏ giáp của nó chưa cứng hóa. Còn khi mà nó đã trưởng thành rồi thì cái việc sử dụng đối với lại các cái nấm xanh, nấm trắng này thì gần như là không có tác dụng. Bên cạnh đó thì có cái đối tượng là cái thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc là virus. Thì ở đây là đối tượng virus nhóm nhân đa diện. Virus thì chỉ tác động vào cái hạch tế bào ruột giữa và chỉ gây chết côn trùng khi mà lây nhiễm đầy đủ. Tức là đối với virus thì các anh chị cũng đều hiểu rằng là các cái bệnh virus thì nó phải có cái thời gian ủ bệnh, và cái thời gian này là bao lâu thì nó sẽ tùy thuộc vào từng cái sản phẩm mà nhà sản xuất bán ra và có cái khuyến cáo thời gian sử dụng trên đó, cái quy trình sử dụng để các chị đảm bảo rằng là khi chúng ta xử lý thì nó sẽ có đủ cái thời gian để ủ bệnh và từ đó phát bệnh trên các cái cá thể đối tượng côn trùng gây bệnh. Và côn trùng gây bệnh thì mắc do ăn phải virus và các chất nền protein được virus hòa tan vào ruột, để từ đó thì gây phá hủy cái nội tạng của côn trùng và gây chết. Cái virus đa diện này thì thường là trừ Sao đậu đồng xanh chính là hồi trên sáu thế thì hôm nay thì cái có thể đặt cái kế hoạch của năm là sau rồi. như vậy thì tụ chung lại đối với lại các cái thuốc trừ sâu sinh học, các anh chị đều thấy rằng là nó có khả năng sử dụng ở cái phổ rộng đối với lại các cái đối tượng côn trùng gây hại. Vì vậy thì khi sử dụng trong canh tác rau thì chúng ta cũng hoàn toàn có rất nhiều lựa chọn. Nhưng chúng ta phải chú ý đảm bảo rằng là cái thời điểm chúng ta đưa vào sử dụng với cái mục đích là phòng trừ bệnh nó phải đảm bảo đúng thời điểm. Và thường thì sử dụng sớm thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Đối với lại cái nhóm thuốc trừ sâu thảo mộc thì chúng ta thấy là có 3 nhóm thuốc là nhóm thuốc
aragidistin, nhóm matrin và nhóm protenol. Các nhóm này thì thường là chúng sẽ thấy rằng là chúng được chiết xuất các cái hoạt chất từ một số các cái đối tượng cây trồng, đối tượng thực vật. Ví dụ như là azadirachtin thì là chiết xuất từ cây neem Ấn Độ và cây xoan Trung Quốc, và nó thuộc vào nhóm độc 3, ít độc với lại các cái đối tượng như ong hay là cá, và có cái thời gian cách ly là 5 ngày. Cây neem và cây xoan thì bản thân ở Việt Nam chúng ta cũng đều thấy có xuất hiện, và các chị khi mà thực hiện cái sản xuất hữu cơ thì cũng có thể theo dõi, để ý ở khu vực địa phương xung quanh chúng ta, nếu có thì chúng ta cũng có thể tận dụng, và chúng ta cũng có thể tự thực hiện cái việc ủ để tạo ra cái thuốc trừ sâu thảo mộc từ các cái đối tượng này. Và cái nhóm hoạt chất này thì nó giúp làm giảm và đến ức chế hoàn toàn cái khả năng sinh sản, tức là làm mất cái khả năng sinh sản của đối tượng gây bệnh, cũng như là giảm cái khả năng trứng nở, rút ngắn thời gian sống của cái đối tượng trưởng thành, hay là ngăn ngăn chặn cái hoạt động đẻ trứng, hoặc là trực tiếp diệt trứng gây ngán cho cấu trùng. Thường thì các cái đối tượng thuốc trừ sâu thảo mộc thì nó có cái phổ sử dụng rất là rộng, và cái liều lượng sử dụng thì nó sẽ tùy thuộc vào cái thời điểm mà chúng ta phát hiện ra trăm dịch mấy bệnh, nghìn trăm ta dùng với cái mục đích gần là có phòng 10 người kinh và đối tượng gây bệnh là gì, thì để chúng ta quyết định cái nồng độ cũng như là cái tần suất sự tái sử dụng nó lặp lại để đảm bảo được cái hiệu quả trị bệnh cao. Đối với lại matrin thì là chiết xuất từ cây khổ sâm, và nó gây độc bằng bằng cách là hướng đến làm tê liệt cái hệ thần kinh trung ương, bịt lỗ thở của côn trùng, khiến cho côn trùng không thể vận động hay là hô hấp được, dẫn đến chết nhanh chóng. Ngoài ra thì nó cũng có cái tác động là xua đuổi đối với lại côn trùng. Có nghĩa như vậy là có nghĩa rằng là chúng ta có thể sử dụng cái nhóm thuốc thảo mộc này trong cái tác dụng là định kỳ để phòng và xử lý trị bệnh trong cái việc mà khi có phát sinh dịch. Đối với lại nhóm rotenone thì được chiết xuất từ rễ cây dây mật hay còn gọi là cây thuốc cá. Cây này thì theo như Tùng biết thì trong khu vực miền Nam, miền Trung thì có thể nhiều hơn ở miền Bắc, và nó thì phổ tác dụng cũng là rộng, và chúng ta có thể dùng trong các cái hoạt động canh tác rau cũng rất là tốt. Như vậy thì đối với lại thuốc bảo vệ thực vật thì khi các anh chị sử dụng hay là mua trên thị trường thì các anh chị cần chú ý và lưu ý. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng có ba cái bao bì mà chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là họ sẽ có cái thông tin là ví dụ như là chế phẩm sinh học thuốc trừ sâu thảo mộc, để chúng ta biết được rằng là chúng ta có khả năng lựa chọn cái đối tượng này để sử dụng hay không. Bên cạnh đó thì khi sử dụng những cái thuốc trừ sâu mà bằng vi sinh thì chúng ta phải lưu ý đến cái mật độ gốc ở trong cái bao trong cái sản phẩm. Ví dụ như là Biorbi thì nó có mật độ là 4,4 nhân 10 mũ 8 cebu trên một cá thể trên 1 ml, để từ đó chúng ta xác định là cái lượng thuốc mà chúng ta mua về sử dụng là bao nhiêu cho cái diện tích canh tác mà chúng ta dự kiến sẽ phun với mục đích là phòng hay là mục đích là trị. Hay là đối với lại kể cả các cái thuốc thảo mộc cũng vậy, thì nó cũng đều phải có cái liều lượng hay là cái mật độ của cái hoạt chất đó trong cái dung dịch thuốc. Và bên cạnh đó thì tốt hơn nữa là nó sẽ phải có cái phần là gọi là cái nguồn gốc chiết xuất từ cái hoạt chất này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là chúng ta phải biết được là họ chiết xuất như thế nào, từ đối tượng cây nào và bằng phương pháp gì, để tránh cái trường hợp là nó lại được hóa tổng hợp, tức là tổng hợp hóa học ra cái hoạt chất đó. Đối với lại vật tư đầu vào, cụ thể ở đây là các cái thuốc bảo vệ thực vật, thì khi chúng ta mua và sử dụng thì chúng ta cần lưu ý để lựa chọn cho nó phù hợp và chính xác, tránh cái trường hợp là chúng ta rủi ro chúng ta mua về mà có những cái hoạt chất không cho phép sử dụng trong hữu cơ, dẫn đến là cái việc chúng ta làm mất cái tính toàn vẹn hữu cơ. Thế thì có ba cái điểm chính là chúng ta cần lưu ý chú ý. Thứ nhất là cái dấu hiệu chứng nhận, thì các chị nhìn thấy như trên hình bên phải là có cái logo là chữ Omri listed, tức là cái chứng nhận của Omri, thì đấy là một trong cái dấu hiệu là vật tư này hoàn toàn có thể sử dụng trong hữu cơ. Tuy nhiên lưu ý như trao đổi phía trước thì đối với lại chứng nhận USDA thì chúng ta sử dụng thoải mái. Tuy nhiên đối với lại chứng nhận của JAT hay chứng nhận của EU hay là chứng nhận của Việt Nam thì nó lại tùy thuộc vào yêu cầu, và chúng ta cần có cái khai báo với lại bên tổ chức chứng nhận để họ xác nhận là có được dùng hay không.
Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần lưu ý tiếp theo là không phải là cái tên thương mại là cái GC MID 70SL, mà chúng ta phải lưu ý đến cái thành phần của cái thuốc này bao gồm những gì, thì chúng ta sẽ phải đọc ở trên cái nhãn. Ví dụ như ở trong cái thuốc trừ sâu này thì nó có thành phần là chiết xuất từ dầu hạt bông, dầu đinh hương hay là dầu tỏi. Thì đấy là những cái mà chúng ta phải xem để chúng ta xác định được là cái nguồn gốc của nó có phải là từ thảo dược hay không, hay là từ đâu. Và bên cạnh đó là cái dòng ở cuối cùng là cái viền màu xanh lá cây đấy, nó sẽ có những cái cảnh báo về an toàn. Thì đối với lại tất cả các cái hóa chất hay là vật tư mà ở dạng là sử dụng trong phòng trị bệnh cũng như là mục đích khác, thì bao giờ là họ cũng sẽ có những cái cảnh báo. Ở đây là giúp ích cho chúng ta là khi sử dụng thì chúng ta cần lưu ý là sử dụng bao tay, sử dụng khẩu trang, đeo kính mắt hay là sử dụng quần áo bảo hộ khi quá trình chúng ta pha chế và phun. Bên cạnh đó nữa thì yêu cầu trên ghi nhãn đối với lại các cái hóa chất hay là cái sản phẩm có nguồn gốc về hóa chất kể cả là hữu cơ thì vẫn phải có cái màu nhận diện cho cái đối tượng để theo cái cấp độ độc hại để chúng ta nắm bắt được. Như vậy thì đối với vật tư đầu vào trong canh tác hữu cơ, nhất là rau, thì các anh chị sẽ thường xuyên sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật cho các đối tượng cây trồng là rất là nhiều, và chúng ta cần phải có cái danh mục các cái đối tượng này cũng như là các cái thông tin đi kèm về hoạt chất, về thông tin nhà sản xuất, về thời hạn sử dụng cũng như là cái quá trình chúng ta sử dụng để lưu trữ lại, để phục vụ cho cái việc là truy xuất nguồn gốc sau này, cũng như là có cơ sở hồ sơ để khai báo với tổ chức chứng nhận để phê duyệt cái sản phẩm mà thuốc bảo vệ thực vật mà chúng ta sử dụng. Vâng, thì hồ sơ thì Tùng cũng vừa trao đổi với các anh chị là có những đầu mục như vậy. Đặc biệt chú ý một điểm là trong quá trình các anh chị sử dụng thì cái việc là xử lý đối với lại các cái thuốc bảo vệ thực vật còn thừa hay là quá hạn thì các anh chị cũng phải hết sức lưu ý. Và thông thường thì khi chúng ta phun thuốc và chúng ta còn thừa ở trong các cái dụng cụ thì chúng ta nên tráng và đổ trở lại ở cái khu vực canh tác hoặc là khu vực vùng đệm, không được đổ vào ra môi trường bên ngoài hay là vào những cái nguồn nước có liên quan đến nhu cầu sinh hoạt khác, ví dụ như là nước sinh hoạt hay là ví dụ như ao nuôi, bởi vì là hoàn toàn có thể có những cái hoạt chất mà nó có thể tác động đến không mong muốn đến môi trường. Hay là thuốc quá hạn cũng vậy, chúng ta xử lý cái thuốc quá hạn thì chúng ta phải có ghi nhận lại trong cái hồ sơ để đảm bảo rằng là cái việc kiểm soát đầu vào đầu ra của chúng ta nó đảm bảo truy xuất được cũng như là cân đối. Tất cả các cái hoạt động canh tác đối với lại trồng rau hữu cơ nói riêng và nông nghiệp hữu cơ nói chung thì cái việc là đảm bảo về tính truy xuất nguồn gốc cho tất cả mọi vật tư đầu vào, từ giống cho đến phân bón cho đến thuốc bảo vệ thực vật, thì là một cái yêu cầu rất là quan trọng. Và hiện nay thì khi mà các chị thực hiện cũng như là tự công bố hay là chứng nhận thì các cái hồ sơ liên quan cái hoạt động canh tác này chúng ta phải đảm bảo là lưu trữ đầy đủ để đảm bảo chứng minh rằng là cái hoạt động canh tác hữu cơ của chúng ta là an toàn, đảm bảo tính toàn vẹn cũng như là tương ứng với cái việc là đáp ứng đúng các cái quy trình quy định của tiêu chuẩn, hay là đối với các cái hoạt động mà chúng ta thực hiện mà tự quy định. Đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc thì các chị lưu ý rằng là nó sẽ phải truy xuất được tới mọi giai đoạn trong cái hoạt động canh tác, từ khâu làm đất cho đến khi thu hoạch và sau thu hoạch, tới mọi thành viên đối với các trường hợp là các cái nhóm hộ nông dân hay là các hợp tác xã. Và đôi khi với các tiêu chuẩn mới thì nó còn yêu cầu đến cái truy xuất là bên thứ ba, tức là bên nhà cung cấp cung ứng cho chúng ta, ví dụ như là những cái cơ sở mà cung ứng phân chuồng cho chúng ta chẳng hạn, thì các cái hoạt động của họ là chúng ta cũng phải nắm được và chúng ta cũng phải kiểm soát được là họ cái hoạt động chăn nuôi đấy thì nó có rủi ro gì liên quan đến cái phân chuồng đầu vào hay không. Và các hồ sơ này thì chúng ta phải lưu trữ và sẵn sàng truy cập được khi cần. Trên hình là các cái danh mục liên quan đến ba cái tiêu chuẩn phổ biến là tiêu chuẩn EU, tiêu chuẩn Mỹ và tiêu chuẩn Nhật. Các cái danh mục này thì các anh chị có thể tìm thấy ở trong các cái quy định liên quan hoặc là trên mạng, chúng ta trên thông tin mạng thì chúng ta cũng có thể tra ra được. Đối với tiêu chuẩn Việt Nam thì có hai bảng chính là bảng A1 và bảng A2 trong cái tiêu chuẩn 11041-2. Thì các chị sẽ ở cái bảng này thì các chị nhìn thấy rằng là
Đối với từng cái đối tượng, tên chất hay là tên hoạt chất thì họ sẽ có cái mô tả quy định cụ thể đặc thù theo yêu cầu. Ví dụ ở đây là phân động vật bao gồm là dạng phân khô, phân thải lỏng, nước tiểu hay là phân ủ. Thì đối với phân mà từ cơ sở chăn nuôi quy mô công nghiệp, tức là nuôi nhốt tập trung, thì chúng ta sẽ phải lưu ý có điều kiện sử dụng và chỉ sử dụng phân đã hoai mục, phân hủy hoàn toàn. Thì đấy là một số những cái lưu ý khi chúng ta xem và sử dụng các cái danh mục này, thì cần chú ý đến cái điều kiện sử dụng đối với các cái chất này. Đối với quản lý dinh dưỡng trong nông nghiệp hữu cơ hay là đối với cây rau thì chúng ta sẽ thấy rằng là nguyên tắc trong hữu cơ đó là phải đảm bảo cái sức khỏe của đất và đảm bảo cái việc là cân bằng trong cái hệ sinh thái. Thì đối với canh tác hữu cơ, điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải đảm bảo cho đất có cái trạng thái sức khỏe sống tốt nhất và có cái hoạt động mạnh mẽ. Và ở đây thì để đảm bảo đất có cái sức khỏe tốt cũng như là chuyển đổi mạnh mẽ, thì cái hệ vi sinh vật đất là một trong những cái yếu tố mà các anh chị cần phải rất quan tâm, cũng như là đảm bảo cho cái hệ vi sinh vật đất này tồn tại cũng như là phát triển tốt. Thì các chị thấy rằng là với một thìa đất mặn thì các anh chị sẽ thấy là nó chứa khoảng 1 tỷ vi sinh vật với cái khoảng 10.000 loài tương đương. Cái việc này thì chúng ta canh tác thực tế trên trên đồng ruộng, khi chúng ta so sánh giữa cái đất mà chúng ta còn thường xuyên có cái việc quản lý bổ sung dinh dưỡng cũng như là duy trì cái hệ sinh thái vi sinh vật đất này, thì nó có cái độ tơi xốp cũng như là đảm bảo cho chúng ta cái canh tác thuận lợi. Còn những cái khu vực đất mà có cái sự mất cân bằng thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ chai cứng, thậm chí là nén, và nó sẽ không cho chúng ta được cái hoạt động canh tác mang tính thuận lợi cũng như là cây trồng phát triển tốt. Bản thân là đối với các cái đất mà chai cứng thì khi chúng ta canh tác và bổ sung phân vào đó thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái hiệu quả sử dụng cái phân này trong cái hoạt động canh tác nó cũng sẽ rất là kém. Cụ thể hơn về cái việc là dùng phân như thế nào và dùng cho các đối tượng cây trồng nào thì đối với rau là rất đa dạng, cho nên là trong cái điều kiện giới hạn này thì Tùng không đi vào chi tiết cái việc đó. Và Tùng chỉ lưu ý cái nguyên tắc là lấy đất chất lượng sức khỏe đất là hàng đầu để chúng ta có cái quy hoạch, có cái hoạch định, có cái quản lý cũng như có cái cơ cấu trồng cây cho nó phù hợp, đảm bảo tính luân canh xen canh hợp lý, cũng như là những cái đặc biệt là không cho để đất trống. Trong trường hợp mà có những phần đất mà chúng ta không có nhu cầu canh tác thì bản thân là chúng ta để cỏ mọc tự nhiên cũng là một trong những cái cách mà chúng ta vận hành cái đất đó, cũng như là duy trì cái hệ vi sinh vật đất nó có cái hoạt động tốt. Bản thân thì kể cả cỏ khi mọc và chúng ta cắt cỏ ở mức độ giới hạn để duy trì được cái thảm phủ, giữ được độ ẩm, và bản thân cái phần cỏ mà cắt đó chúng ta để lại để nó tự phân hủy ở trên đất thì nó cũng vừa bổ sung lại cho đất và nó giữ cho cái môi trường, giúp cho ổn định cái hệ vi sinh vật đất này. Đây là một cái ví dụ minh họa được khuyến cáo trong tiêu chuẩn của Latulen, là khi ủ phân để bón cho đất thì thường thường thì sẽ sử dụng cái phân xanh và phân nâu ở cái tỷ lệ 2:1 bên cạnh cái phân chuồng. Và chúng ta sẽ cần phải kiểm soát được thành phần, tức là cái tỷ lệ của các cái thành phần mà chúng ta đưa vào trong ủ phân hữu cơ để đảm bảo nó đáp ứng được các yêu cầu theo tiêu chuẩn. Ví dụ như là đối với tiêu chuẩn Mỹ là yêu cầu carbon trên liter là từ 25 đến 1 cho đến 40 trên 1, hay là đối với tiêu chuẩn EU là không quá 170 kg liter trên 1 hecta trên 1 năm. Bên cạnh đó thì quá trình ủ phân thì chúng ta phải kiểm soát được cái nhiệt độ và độ ẩm của, tức là cái môi trường trong cái đống ủ này. Thì các anh chị có thể nhìn thấy dưới góc dưới bên trái là cái quá trình chúng ta diễn biến của cái quá trình ủ phân, bắt đầu từ pha nóng cho đến pha lạnh và cho đến cái pha cuối cùng là cái việc mà phân hoai mục tạo ra cái phân bón hữu cơ cho chúng ta. Và hình dưới bên phải thì chúng ta thấy là bằng một cái cách kiểm tra trực quan, đó là khi chúng ta kiểm tra cái đống ủ thì chúng ta có thể lấy mẫu và chúng ta bóp nhẹ bằng tay. Nếu sau đó chúng ta xòe ra thì nếu chúng ta thấy rằng là nó vẫn có đảm bảo rằng có cái độ bám, có độ dính và quyện với nhau. Còn đối với lại việc mà khô quá thì nó sẽ, khi chúng ta xòe tay ra là nó sẽ rụng hay là rời hết ra, hoặc là ướt thì nó sẽ chảy nhão. Thì trong quá trình ủ thì chúng ta cần phải kiểm soát được cái
hàm lượng nước ở trong đống ủ của chúng ta để đảm bảo rằng cái phân ủ của chúng ta có hiệu quả cũng như là cái thời gian ủ ngắn. Đối với việc điều kiện và sản xuất kinh doanh phân bón hữu cơ thì cũng xin chia sẻ với các anh chị là trong các tiêu chuẩn hữu cơ thì họ không đề cập đến vấn đề này. Mà hiện nay thì với quy định ở Việt Nam thì đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh phân bón thì chúng ta thấy rằng là có cái nghị định có luật trồng trọt 2018 và cái nghị định 84/2019 liên quan đến cái quy định liên quan đến hoạt động này. Thì cái yêu cầu điều kiện đối với sản xuất phân bón chủ yếu là có 7 cái yêu cầu. Thứ nhất là phải có tư cách pháp nhân, tức là cái cơ sở sản xuất đó thì nó phải đáp ứng cái yêu cầu pháp lý về việc là cơ sở kinh doanh hay là cơ sở sản xuất, có địa điểm sản xuất rõ ràng, có cái công nghệ và thiết bị phù hợp, có cơ sở vật chất đáp ứng được theo yêu cầu và có cái hoạt động thử nghiệm để đảm bảo cái chất lượng phân bón mà chúng ta sản xuất ra, hay là có cái việc là quản lý về mặt chất lượng trong cái quá trình sản xuất phân bón này, cũng như là có cái nhân sự có cái năng lực phù hợp. Nhân sự đối với lại hoạt động sản xuất phân bón hay là kinh doanh phân bón thì phải có cái bằng cấp chuyên môn phù hợp, ít nhất tối thiểu là từ trung cấp trở lên. Thế còn đối với sản xuất phân bón hữu cơ thì các chị lưu ý là khi chúng ta thực hiện cái việc này thì nó cũng tương tự như cái việc mà chúng ta tự tự ủ phân, đó là cái nguyên liệu đầu vào thì phải đáp ứng yêu cầu với tiêu chuẩn. Có nghĩa rằng là lúc đó thì khi sản xuất phân bón mà định hướng sử dụng vào cái nông nghiệp hữu cơ nhưng theo tiêu chuẩn nào thì chúng ta cũng sẽ phải tính đến những cái yêu cầu của tiêu chuẩn đó. Ví dụ đối với lại tiêu chuẩn EU thì đương nhiên là chúng ta không thể lấy nguyên liệu đầu vào là phân chuồng từ trại chăn nuôi quy mô công nghiệp được. Các nhà xưởng thì để phải đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ nó y như là cái việc mà chúng các cái nhà xưởng sơ chế rau hay là chế biến sâu đối với các một số cái sản phẩm rau thì cũng phải đảm bảo tính toàn vẹn hữu cơ này. Công nghệ sản xuất thì không vi phạm hay là sử dụng những cái công nghệ không được phép yêu cầu về tiêu chuẩn, là ví dụ như là tái tổ hợp ADN, tái tổ hợp hay là cái việc sử dụng chiếu xạ, cũng như là ở đây thì hiện nay trên thị trường các anh chị sẽ thấy rằng có một số sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật mà có đưa hay là phân bón mà có đưa cái việc là gốc nano đó, thì hiện nay về mặt tiêu chuẩn là không có tiêu chuẩn nào quy định cấm hay là được phép sử dụng cái công nghệ nano này. Tuy nhiên thì về mặt trao đổi và nguyên tắc thì thường nano sẽ không được dùng, bởi vì nó sẽ là cái việc đi đến hình thành cái vật chất nano đó bằng bằng công nghệ hóa học. Còn đối với lại hoạt chất nano mà phát sinh hình thành từ tự nhiên thì rất là hiếm và khó có thể tạo ra cái sản phẩm mà cho cái chị sử dụng ở với nồng độ cao được. Đối với lại phân bón hữu cơ thì cái năng lực nhân sự thì nó phải đáp ứng, ngoài cái việc là đáp ứng theo yêu cầu quy định của pháp luật nhà nước thì cái nhân sự này họ cũng phải có cái trình độ và hiểu biết cũng như có kinh nghiệm liên quan đến canh tác nông nghiệp hữu cơ để đảm bảo là kiểm soát cũng như là vận hành cái việc sản xuất phân bón hữu cơ nó đáp ứng. Và một điểm nữa là được chứng nhận bởi tổ chức có năng lực liên quan đến sản phẩm phân bón hay là hữu cơ. Thì cái chứng nhận này hiện nay thì ở Việt Nam là nó cũng chưa phổ biến, và nó chỉ có một, hiện nay như Tùng biết thì có Cochrane là trực tiếp thực hiện. Thế còn các cái chứng nhận khác thì thường là do các cái tổ chức chứng nhận nước ngoài họ sẽ chứng nhận cái việc này. Tuy nhiên thì hiện nay thì với chính phủ Việt Nam thì đã có một cái quy định là năm 190 vào ngày mùng 7 tháng 12 năm 2023 về cái đề án phát triển phân bón hữu cơ đến 2030 và tầm nhìn đến 2050. Thì điều này có nghĩa rằng là trong tương lai thì cái việc mà phổ biến về phân bón hữu cơ để dùng trong nông nghiệp hữu cơ là sẽ được phát triển nhiều hơn, mạnh hơn và rộng hơn. Vâng, thì trên đây là toàn bộ các cái chia sẻ từ phía Tùng ạ. Sau đây xin nhường lời lại cho ban tổ chức ạ. Các câu hỏi các anh chị vui lòng gửi qua kênh chat hoặc là để ban tổ chức tổng hợp ạ. Chúng ta sẽ có cái trao đổi thảo luận sau ạ. Xin cảm ơn các anh chị ạ. Vâng ạ, rất là cảm ơn anh Tùng về cái phần trình bày.